nhận định là bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, mạch là 101 phút, huyết áp 120 thì cũng như vậy. Hiện tượng là mắt phải có một tay mắt sao đẹp thường người, để áp mắt phải không to, mắt trái là những chiếc bàn như bệnh nhân. Tình trạng mắt phải là kết mạc lưu tụ truyền, nhất mạc là rét trung tâm gần tràn bộ, kích thước 56mm, bề mặt gồm mũ đặt sau nhất mạc. Tiền phòng thì có 12mm, ngón mắt đồng tử và bị đá đá gần sau thì không quan sát được. Về mắt phải thì mắt trái thì khá bình thường. Từ chẩn đoán là mắt phải viêm lết kết mạc hay nấm, sự trí là sporen hay viêm u, ít lo, phê đắc 1:2, kagastin 1:2, từ nhỏ, omanta, amphosket, asubin. Diễn tiến lâm sàng và điều trị thì ngày 29 tháng 7 thì diễn tiến là mắt phải mức nhất, thâm nhiễm kết mạc sâu đến nhu mô, rộng 5-6mm, bề mặt dơ đậm thuốc. Chẩn đoán là viêm lết kết mạc. Và bệnh nhân có được ghi nhận là các thứ cao huyết áp 5 năm trước nên có được khám chuyên khoa và bổ sung thêm thuốc về cao huyết áp. Thì cái điều trị về tại mắt thì vẫn là sporen rồi thuốc lotenac telaxin nhỏ ở amonta chế atovin rồi đến ngày thứ đến hai ngày sau là 20 là không có mức bảy thì bệnh nhân là đơn ngày chủ nhật thứ bảy thì không có những cái lâm sàng thì điều trị vẫn như trên. Đến ngày 1/8 là thứ hai thì bệnh nhân được khám lại thì mắt phải có nhức, thâm nhiễm kết mạc sâu và có phủ kết mạc xi đen dương tính thì còn lâm. Chẩn đoán là mắt phải viêm lết kết mạc do thấm thủng và hội chẩn gãy dán khe hoặc là kết mạc khối. Còn như là tiền căn của bệnh nhân thì tiền căn tại mắt thì bệnh nhân không có bệnh lý gì về mặt trước đó mà không có chứng thương mắt. Bệnh nhân có bệnh nền là bệnh lý tăng huyết áp phát hiện 5 năm trước và đang được điều trị. Bệnh nhân là nền đông từ trước đến giờ. Và phần khám thì khám tổng quát bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, da liên hồng, tổng trạng trung bình sinh miễn là 90-120-80, nhiều âm 7. Các cơ quan khác không như hình bất thường. Mắt thì được là móng bàn mắt hoặc móng bàn tay, mắt trái 10/10, nhãn áp mắt phải không đo, mức độ bàn tay trung bình. Mắt trái là người bệnh thứ 3. Khám thì lệ đảo, sạc mi mắt có sưng nhẹ, đánh đau nhẹ. Kết mạc thì tiên trị toàn bộ của phụ truyền. Nhất mạc thì khám thấy một cái ổ lết tròn ở trung tâm, chiếm gần toàn bộ giác mạc. 6x6mm màu trắng sáng, bờ đỏ có thâm nhiễm xung quanh, không thấy tổn thương vệ tinh, bề mặt gồ cao, không đều, có chỗ mỏng đi hơi lõm, phía gần trung tâm, toàn bộ ở đây có một rát xin. Phản ứng xi đen dương tính, tiền phòng thì có 1x1mm tiền phòng nông, móng mắt mờ. Bắt mở
về theo dõi, cỡ về theo dõi thì em là cái siêu âm B để theo dõi những biến chứng có thể xảy ra trên bệnh nhân này, và làm thêm những cái theo dõi là bệnh lý nền của bệnh nhân, rồi những cái cảm biến áp để em làm thêm những cái tổng cục máu, chức năng gan, OCT, X-quang phổi, immunolipid, đường huyết, chức năng thận. Về kết quả của bệnh nhân thì kết quả như đến tháng như đến tháng một tháng rồi thì chưa có. Về những cái kết quả khác như con thuốc máu hay là glucose hay là tinin rồi là đều bình thường hết, OCD cũng bình thường. OCD thì đó là nhịp nhanh xoay một hoặc là một phút. Và chẩn đoán của em là viêm loét giác mạc do nấm, biến chứng thuận giác mạc trên bệnh nhân khó tăng huyết áp. Điều trị điều trị nội khoa thì cái thứ hướng là điều trị kháng nấm, kháng viêm, giảm đau, chống dính, và điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân. Điều trị ngoại khoa thì mức độ cũng cụ thể thì em sẽ điều trị Casperfungin, tiêm tĩnh mạch 7mg trong ngày đầu, và sau đó là em truyền tiêm tĩnh mạch 5mg trong những ngày sau. Và giảm đau giảm viêm thì em paracetamol 500mg một ngày 3 lần, hỗ trợ cho bệnh nhân mà tránh cái triệu chứng tiêu hóa thì sẽ hỗ trợ thêm omeprazole uống một ngày 2 lần. Nhỏ tại chỗ thì vitamin C 5% 20 lần một ngày, vitamin B 0.15% 6 lần, và atropine 2 lần. Và tiên lượng thì bệnh nhân hay tiên lượng gần cũng sẽ là đều bình thường hết. Rồi, cảm ơn em.
chơi tôi không ngon. Thank you.
nhất nè, điều trị cái thủng giác mạc này, cái điều trị có những cái phương pháp là điều trị hậu cá nhân kể là không dám kêu, dám nói là kể thử lên tất cả rồi. Câu thứ hai là phải còn hỏi nữa chứ, việc để nhất người ta làm gì hút mắt à, là cái nào để dám kêu dám nói. Rồi, thứ năm nhất là dán keo đi, khi nào dán keo nè. Rồi, còn cái dán keo thì nó không phải là lên trên. Rồi, nếu không có keo thì có thể dán mà nói không, thì những lỗ cũng to lên. Rồi, có một phát nữa đó không? Hay hai cái phát này thôi. Nó phải ghép giác mạc là cái chính yếu đó nha, cái giác mạc tiền mặt là ghép giác mạc nó có mấy mùa à. Ghép mạc lấy giác mạc từ đâu? Từ các bệnh nhân người ta bây giờ người cha bệnh hay là người chết là một rồi, còn ai nữa, còn nào nữa người ta có thể lấy nguồn giác mạc của bệnh nhân luôn á, như là mình sẽ lấy nhiều những trường hợp lỗ thủng nó đừng có quá rộng á, mình cắt miếng phân nửa chỗ này là nó không tử thì nhưng mà chỉ lấy phân nửa thôi, hấp phải phân nửa về dây nhắc lại cái khu vực mình được đó với được điều là cũng nhỏ thôi, và mình lấy cho nó mắc bệnh chứ mình không được lấy cho nó phải cái mà nói bao nhiêu lâu nó tan ra mấy lâu lắm ở đâu ở chừng tháng mà nó buông tan buông dĩ thì không có đấy là mình phải dùng để ghép lại hoặc là nhắc lại còn rõ thủng thì điều gì sao à, nói rằng nó không cọ không theo khi nào lại không cọ hay là không nên làm phương pháp đó luôn hoặc tự bỏ nó luôn cái tự bỏ nó luôn để giảm tiếp không biết mắt giảm tiếp cái dinh dưỡng cho cái tuổi cái ngoài cái chuyện mà thầy nói thì đã bỏ để sợ cái câu thứ hai em biết gì về bệnh chiêu hay là không biết luôn. Vậy thôi. Đặt yêu, mà yêu thương, đâu yêu nhau. Bạn này có xếp, không phải xếp bệnh. Đi về bệnh mày, cái bệnh xếp gì bệnh xương nặng là xếp, nói anh mình yêu nghe hoài. Không phải. Đó là bệnh gì của cái mạch máu, vi mạch máu của thằng nội nha, trong võng mạch hết, thấy không? Gây ra xuất huyết qua đi thể nữa. Rồi, bây giờ em chỉ đặt về bộ mạc thôi, cái giác mạc được. Ở đây mắt thành bệnh. Thôi thì gọi cho anh em mời chị. Hỏi cho anh em. Ủa, trên bệnh nhân này em làm siêu âm được. Thường trên những cái bệnh nhân như vậy siêu âm có thấy cái dấu hiệu siêu âm rồi cái phần sau cái hắc mạc hình dạng hắc mạc thì lại có mạc thì nó có gì để đến mà nó viêm nhiều thì nó có thể gây nó nhiều cũng có thể co kéo đi là bong trong mạc là gây xuất huyết hắc mạc hoặc là xuất huyết võng mạc là bong võng mạc. Thì khi nào mà có một cái bệnh nhân
viêm các tạng mạch của nó đi con võng mạch và xuất huyết thắt mạch và xuất huyết thay thế. Cái mà nó có thể có cái siêu âm mắt mà bị ảnh hưởng qua những tháng trước thì có thể là cái hắc mạc nó lên lên cư trụ do cái phản ứng viêm và có cả những cái bệnh nhân này là viêm rất là mạnh và cái khung nó rách lại nó mãn tính các phản ứng không ổn có thể là cái triệu chứng siêu âm cư trụ hắc mạc. Nếu như bệnh nhân này mà nếu nó có viêm mủ mà nhã luôn thì lúc đó đâu có điều trị nữa. Trên một bệnh nhân đã rách, đã thủng, đã mạc, đã viêm mủ mà nhã thì chắc là em có điều trị bảo tồn không? Các em có cách nào để điều trị bảo tồn không? Dán keo xong rồi điều trị bảo tồn. Trong trường hợp mà bệnh nhân này bị viêm mủ mà nhãn thì em làm cái phẫu thuật bỏ cái nhãn rồi em múc ở đây nó là dễ chữa, nó có nhiều cái kiểu múc đó, múc ở đây ví dụ như em múc mắt, tôi là người dân bình thường thì tôi đề nghị là múc mắt, em là bác sĩ thì em không thể làm để chỉ múc mắt vào trong bệnh án được đúng không? Em phải để cái chữ gì cho cái khái niệm là mình sẽ lấy cái mắt ra đi. Em có hiểu ý không? Nó có bao nhiêu cách để múc mắt? Thì trên mình múc ở nhãn trên mình như này mình sẽ cắt bỏ nhãn cầu hay múc ở nhãn? Múc ở nhãn đó là cái chữ gì? Tại vì đôi khi mình ra y lệnh này phải để nó đều bắt đầu chữ y chữ e, thằng s sang sang từ là xong thằng emu thằng elit chứ không một nói biết mấy đó chứ giờ em ghi vào chỉ định là đi múc mắt múc nhãn cầu để xuống người ta làm xong em không biết người ta làm gì đúng không, tại vì có vẻ như em xong người ta đưa lên cho em là bác sĩ điều trị ở tuyến cao nhất thì người ta sẽ đưa lên cho em một cái hốc mắt sạch trơn thì em đâu biết là người ta đã làm cái gì đúng không? Nào vét không? Nhưng mà nó mất thất mắt rồi nào vét không? Hay là lúc là cắt bỏ hay là phun vào nhẹ? Dạ không, như vậy nó không có nào vét. Không, nó ví dụ đi đó. Như này thì không nào vét rồi. Nghĩa là những người đang khi nào vét xong rồi xong ta làm ta thấy chưa? Nào vét không vét? Thấy chưa? Thế con này không có đi mấy cái đây là chỗ nhi này là retino là người ta làm dưới đó đây là phải đi xem cái đó để mà mình ra chỉ chứ giờ em ghi sau này em về địa phương em là cái tuyến cao nhất bệnh nhân này thấy không giữ được em để là múc bỏ nhãn cầu cũng như em ghi này thế rồi người ta làm sau người ta đưa lên em chẳng biết người ta đã làm gì đúng không, phải biết thêm cái đó phải coi cái cái xăng ta nào vét ra không mặt sao để lúc lê là cắt bỏ những cầu á con mắt nó làm sao còn là Elvis là nó chịu cái bỏ lại cái màu ruột cái trong này nó làm sao khác biệt sao thì mấy mốt mình có lời khuyên bệnh nhân chứ cắt bỏ những cầu hay là muốn bỏ những cầu hay là nào vét luôn nha. Rồi có ai hỏi thôi á xong phải được ra cho mình mặt tiếp.